Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Huế Chi Ki, mình chuyên dạy kế toán online trên toàn quốc, dạy trên chứng từ thực tế của người đi làm, một giáo viên kèm một học viên. Hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các bạn tách dữ liệu kế toán. Khi mà dữ liệu kế toán năm 2020 của các bạn chưa chốt được, nhưng mà bây giờ đã sang năm 2021 rồi, các bạn vẫn phải tiếp tục hạch toán cho năm 2021. Nếu như mà bây giờ các bạn đã tạo tách cái dữ liệu kế toán luôn, hoặc là các bạn có thể là tạo dữ liệu kế toán năm 2021 từ dữ liệu kế toán 2020, nhưng khi mà mình chốt được dữ liệu kế toán năm 2020 rồi ấy, thì nó có thể là nó sẽ có những cái tài khoản nó bị thay đổi, thì tự nhiên là lúc đấy là mình đưa lên cái số dư đầu kỳ của năm 2021 là nó mất thời gian. Nên vậy thì hiện tại các bạn vẫn cứ hạch toán chung nhé. Mình ví dụ đây là dữ liệu kế toán của mình năm 2020. Mình thử thêm một một nghiệp vụ kế toán năm 2021 để khi mà mình tách ra để các bạn thấy được này. Giả dụ như mình vào thu tiền đi, một nghiệp vụ thôi để cho các bạn thấy nhé. Giả dụ mình thu được tiền mặt đi. Có tài khoản 511. Giả dụ số tiền là 50 triệu. Đó, 21 tháng 1 năm 2021 nhá, số tiền 5 triệu thôi. Mình cất này, để xíu nữa khi mà mình tách cái dữ liệu kế toán ra, mình sẽ thấy được rằng là cái dữ liệu kế toán năm 2020 và 2021 này liền nhau. Và bây giờ mình sẽ thực hiện bút toán tách nhá. Cái nghiệp cái phần tách này, mình đóng dữ liệu. Đầu tiên là các bạn vẫn mở dữ liệu kế toán năm 2020, các bạn vào tệp này, đóng dữ liệu kế toán. Sau đó thì mình sẽ vào tệp tạo dữ liệu kế toán từ năm trước nhé. Đó, các ở đây qua 5 bước thì các bạn nhấn tiếp theo này. Ở tại đây thì máy chủ mình vẫn chọn máy chủ bình thường này. Sau đó thì mình sẽ chọn dữ liệu mà mình cần tách, ví dụ ở đây mình có khóa học mất gốc AZ 2020. Các bạn nhấn tiếp theo. Ở đây thì các bạn có thể đặt là kế toán giả dụ như 2021 đi ạ, hoặc là như thế nào đấy. Và ngày bắt đầu 01/01/2021, các bạn nhớ rằng là khi các bạn đặt ngày bắt đầu 02/01/01/2021 như này thì tất cả cái số dư nhá, đây này, toàn bộ số dư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 thành số dư ban đầu và chuyển toàn bộ chứng từ phát sinh từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 sang dữ liệu mới. Vậy thì vừa xong mình có một cái chứng từ phiếu thu ấy, xíu khi tách ra các bạn sẽ thấy được cái chứng từ đấy nó nằm ở trong 2021. Các bạn nhấn thực hiện nhé, thì nó sẽ thực hiện tạo dữ liệu kế toán mất khoảng một chút thời gian. Sau khi mà nó thực hiện xong thì nó thông báo kết quả ok, thì lúc đấy mình sẽ đóng dữ liệu kế toán vào và mở dữ liệu kế toán mới ra. Sau khi phần mềm báo tạo mới dữ liệu thành công, các bạn nhấn đóng lại. Và lúc này các bạn mở dữ liệu kế toán 2021. Cái dữ liệu kế toán năm 2021 này thì nó tên đăng nhập như cũ và mật khẩu cũng như cái phần cũ của các bạn. Sau khi đánh mật khẩu, các bạn nhấn đồng ý. Thì lúc này các bạn kết nối vào dữ liệu kế toán năm 2021 mới. Các bạn thử lên báo cáo, các bạn xem là mình có một cái chứng từ, hoặc các bạn có thể vào quỹ, các bạn vào quỹ đây này. Đấy, chỉ có một chứng từ thôi này. Hoặc là các bạn bạn có thể là lên báo cáo mình kiểm tra của năm 2021 luôn nhá. Ví dụ mình lên bảng cân đối tài khoản, mình kiểm tra của năm 2021 thì tất cả dữ liệu đầu kỳ của năm 2020 đã sang và tất cả các chứng từ của năm 2021 cũng đã được cập nhật lên cái dữ liệu kế toán mới này. Bình thường nếu mà công ty mình mà dữ liệu nó nặng thì mình còn nên tách ra. Đấy, đây đây có nhá, có tiền Việt Nam và có doanh thu 5 triệu này. Đấy, của năm 2021. Còn nếu mà dữ liệu kế toán của các bạn mà nó ít ý, nó nhẹ thì các bạn có thể làm dồn lại cũng được, có nghĩa là làm liền lên năm 2021 cùng một tên dữ liệu kế toán. Và các bạn sợ khi mà mình làm nó sẽ bị ảnh hưởng đến dữ liệu kế toán năm trước thì các bạn vào nghiệp vụ này, vào tổng hợp này, các bạn khóa sổ kỳ kế toán vào. Ví dụ như bây giờ mình làm năm 2021 thì các bạn khóa đến
ngày khóa sổ đến 31 tháng 12 năm 2020, thì các bạn khóa vào chỉ cần nhấn thực hiện vào là xong. Vì ở đây là dữ liệu của mình là mình mới tạo của năm 2021 nên ngày khóa sổ hiện thời là 31 tháng 12 năm 2020, được chưa? Đấy, thì nếu như trong trường hợp các bạn làm liền thì các bạn sẽ đánh cái chọn ngày khóa sổ mới là cái đến cái ngày mà các bạn muốn khóa sổ lại, và mình không liên quan gì đến, thì lúc này mình không sợ mình nhập nhầm năm và cũng không sợ là mình chỉnh sửa. Ok ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn thành công.